phước đức nhân duyên bởi tại người, luật đời nhân quả có lâu rồi, lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba, cho tưởng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì, trần gian vẫn đóa bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ, muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bí mật động trời năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, lộc trời ban xuống, ôm tiền tỷ về nhà, bất ngờ giàu to, tiền tiêu ba đời không hết trong ba tháng phát tài này. Đầu tiên xét cung mệnh cuộc đời tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, thuộc cung Khôn, trực trừ, mạng xa trung thổ, có nghĩa là đất pha cát, khắc dương liễu mộc, con nhà huỳnh đế, số phú quý, xương con rắn, tướng tinh con cú. Đinh Tỵ, cuộc đời cũng qua nhiều sóng gió, nhưng khi đến tuổi trung niên thì hưởng được một cuộc sống khá đủ đầy, phải nhờ đến gia tộc, người thân mới có thể phát triển được sự nghiệp và cơ nghiệp trong cuộc đời. Dựa theo lá số tử vi cho thấy, Đinh thuộc hành hỏa và Tỵ cũng vậy, do đó năng lượng hỏa kép ngày càng tăng, thêm sự hấp dẫn cho người tuổi Tỵ. Những người sinh năm Đinh Tỵ, có nghĩa là rắn lửa, luôn rất năng động, hăng hái cả về thể chất và tâm trí. Đặc biệt, người sinh năm Đinh Tỵ 1977 còn rất khôn ngoan, thông minh và thích những thứ mang tính sáng tạo, đôi lúc họ cũng rất tò mò, thích khám phá trải nghiệm những vùng đất mới và thử thách mới. Trong cuộc sống hàng ngày, người sinh năm 1977 rất thân thiện và dễ giao tiếp, con giáp này không ngại ngần thể hiện quan điểm của bản thân trong tập thể và có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý muốn của mình. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Đinh Tỵ rất nhiệt tình, gợi cảm, nhưng dễ đa nghi và thường hay ghen tuông. Rắn lửa rất hay và rất thích thể hiện tình yêu của mình một cách thái quá, đôi khi họ còn áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương, cho nên muốn trở thành người bạn đời của Đinh Tỵ, bạn nhất định phải là người thận trọng và giàu lòng vị tha. Cuộc đời của nam mạng tuổi Đinh Tỵ phải trải qua khá nhiều sóng gió, nhưng đến trung vận lại được hưởng một cuộc sống đủ đầy, số phận phải nhờ đến người thân và họ hàng mới có thể phát triển được sự nghiệp, cuộc đời. Danh vận của con giáp này không lên cao, nhưng vẫn nhẹ nhàng yên ổn, cuộc sống diễn tiến theo mức độ bình thường. Còn nữ giới tuổi Đinh Tỵ cuộc đời có đôi chút khổ cực, nhưng thời kỳ trung vận sẽ gặp nhiều may mắn, họ có công việc ổn định và tạo ra tiền bạc, đủ ăn, đủ tiêu, chứ không thật sự giàu sang phú quý. Cùng nhìn lại quãng thời gian mà Đinh Tỵ đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời có thể thấy được rằng, cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường, nên Đinh Tỵ mới mưu cầu thành công, thành tựu. Vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết khả năng của bản thân, nên Đinh Tỵ mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những khổ đau, nếm trải vất vả mà thành toàn cho cuộc sống. Cũng vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Đinh Tỵ mới cố vất vả ngược xuôi, ở các thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Đinh Tỵ vấp ngã, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, người tệ bạc cũng chẳng thiếu. Chung quy chỉ có là thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt có vậy mà thôi. Kỳ thực đời người có ai không vấp ngã,
Lắm lúc Đinh Tị cứ thấy mừng vì ít ra ngã sớm trong cái đoạn thanh xuân còn tươi trẻ, để rồi dễ dàng vực dậy và làm lại từ đầu, đón ánh nắng sáng sớm đẹp đẽ của cuộc đời và những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này thua rồi thì chán nản buồn phiền, sau này không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì mình đã gây ra. Sau này lại thay vì tự giận bản thân lại, trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Đinh Tị sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Đinh Tị số sống sung túc hay vất vả, họ đều mang cho mình những vết thương sâu lắng. Đinh Tị ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cuồng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến giải thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn tới những thành công mới, sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Đinh Tị có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể, nhưng đừng quên mọi thứ vẫn do chính mình quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện với đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Đinh Tị cũng tôi rèn cho mình một bản lĩnh cứng cỏi. Ở độ tuổi này Đinh Tị luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Đinh Tị giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bộc chộp, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Đinh Tị như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Đinh Tị là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Đinh Tị, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Xét tổng quan năm 2024 âm lịch tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977. Xét về thiên can. Thiên can của người tuổi này là Đinh, ngũ hành thuộc hỏa, gặp năm Giáp Thìn có thiên can Giáp, ngũ hành thuộc mộc là Bình Hỏa. Xem tử vi năm 2024 Đinh Tị cho thấy, trong năm công việc kinh doanh làm ăn của chủ mệnh, không kỳ vọng có sự khởi sắc, nhiều khả năng không được kết quả như mong muốn. Ngũ hành của thiên can Giáp Thìn có mối quan hệ tương sinh với ngũ hành thiên can Đinh, nên người tuổi này sẽ có tin vui về thay đổi nơi ăn, trốn ở trong năm và cũng có thể là tin vui về công việc của bản thân. Xét về địa chi. Xem tử vi tuổi Đinh Tị năm 2024 cho thấy, địa chi Tị của người tuổi này gặp năm địa chi là Thìn, thể hiện mối quan hệ chủ về Bình Hỏa. Trong năm Giáp Thìn, người tuổi này công việc làm ăn duy trì như cũ, không có nhiều thay đổi, gia đạo dự báo đưa tới những chuyện vui. Ngũ hành địa chi của tuổi là Hỏa gặp năm địa chi Thổ, có quan hệ tương sinh. Theo đó, chủ mệnh trong năm Giáp Thìn có nhiều khả năng có sự tính toán, công việc đưa tới những sự định thay đổi. Xét về ngũ hành, những người sinh năm này có bản mệnh Thổ, gặp năm có bản mệnh Hỏa là tương ứng quan hệ chủ về tương sinh, rất tốt. Luận tử vi, người tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977 trong năm Giáp Thìn cho thấy, người bản mệnh Thổ cuộc sống đón nhận tin vui may mắn, tiền bạc xuất cho làm ăn hay đầu tư kinh doanh, đều chủ thu về được lợi. Với mưu cầu có liên quan đến danh vọng trong năm nay được như ý muốn, đối với dự định xuất hành đi xa, làm ăn được quý nhân giúp đỡ, nên người bản mệnh Thổ gặp nhiều điều thuận lợi và kết quả thuận ý. Nhìn chung đây là năm sự nghiệp, bán hung, bán cát, có rất nhiều cát tinh che chở, nhưng cũng không ít hung tinh rình rập, gây nhiều tiếng thị phi bất cứ lúc nào. Bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tay bay vạ gió. May mắn tài lộc được cho là có nhiều điểm sáng, tích lũy được nhiều tiền của,
nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Tuy vậy, các mối quan hệ xã giao hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Về sức khỏe, trong năm có nhiều sao xấu chiếu mệnh nên gây hung hiểm cho sức khỏe như tang môn, thiên cầu nên cần đi đứng thận trọng, kẻo gặp tai nạn bất ngờ, nhẹ thì bị thương ngoài da, chảy máu nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo, nguy hiểm tới tính mạng. Chuyện tình cảm, song ngũ hành xung khắc lại bị hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở là cô thần chiếu mệnh nên các mối quan hệ nhìn chung khá ảm đạm, điểm báo có sự rạn nứt, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến việc đường ai nấy đi, ly hôn, người độc thân khó có cơ hội cải thiện hiện trạng. Xét vận niên năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Theo tử vi tuổi Tỵ 2024, sang năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Tỵ nam mạng sinh năm 1977, gặp vận niên, hổ nhập nội, tức là cọp về đồng bằng hay sa mạc, không có mối để ăn. Điều này dự báo về một năm kém sắc về tiền bạc, tuy vẫn làm ra tiền túc tắc nhưng khó đạt độ dồi dào. Làm ăn phải thận trọng, đừng làm gì phải bỏ ra vốn quá lớn, chờ hết vận xấu sẽ hay, cơ hội tốt thường tới muộn, đừng quá nóng vội. Riêng về khía cạnh tình cảm, có nhiều phiền muộn, lo âu, nhất là vấn đề con cái. Nếu vẫn còn độc thân thì nên mạnh dạn ra ngoài, chủ động mở rộng các mối quan hệ mới mong tìm kiếm được nhân duyên tốt. Đầu tiên, về phương diện sự nghiệp. Bước sang năm 2024 âm lịch, người tuổi Đinh Tỵ dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm dễ thở sau khi phải chịu nhiều biến động từ năm trước đó. Công việc nhìn chung trong năm không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc thì ắt gặt hái được thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Với người làm công ăn lương, biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bạn tới đâu. Đó là lý do Đinh Tỵ chỉ cần chú tâm và gắng sức hết mình, cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say thực sự rất cầu thị, có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó nếu đang cầu chức, bạn nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng dành cho mình. Ngược lại với những người mang tâm lý an nhàn, ngại va chạm, tất nhiên vận trình vẫn cứ đều đều, không tăng không giảm, nhưng đó là lựa chọn của bạn thì không có gì phải lo lắng. Bên cạnh đó, trong năm cần đặc biệt lưu ý, thiên can thìn thổ xuất hiện, chủ về gánh vác công việc vất vả, nhiều áp lực, chẳng những ít sự đồng hành hỗ trợ từ người khác, mà còn có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá. Với người làm ăn, kinh doanh, đây là thời điểm lý tưởng để đương số chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu tiếp xúc với người quyền thế. Khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân nâng đỡ con đường tham quan tiến chức của bạn. Cái thiếu của đương số nằm ở sự quyết đoán, nhất quán về mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, chỉ cần bổ sung được chắc chắn sẽ thu về thành công rực rỡ. May mắn có long chỉ cắt tinh trợ mệnh, bản mệnh sẽ được tiếp thêm động lực, tinh thần để phấn đấu mạnh mẽ hơn hẳn, thậm chí khát khao đến cháy bỏng, rất tốt cho những ai đã và đang muốn khởi nghiệp trong năm, tỷ lệ thành công rất cao. Chính ấn xuất hiện cũng cho thấy, công việc có quý nhân phù trợ, bản thân lại phấn đấu không ngừng, vì thế không có lý do gì đương số lại gặp khó khăn trên con đường thăng tiến. Thời cơ đã đến, quan lộ rộng mở thênh thang, hãy cứ đặt mục tiêu rõ ràng, đương số sẽ biết cách để chinh phục thử thách và tiến tới thành công. Về phương diện tài lộc, cùng với công việc ổn định, tài chính của người tuổi Đinh Tỵ nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Không chỉ thu nhập tăng lên, mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Tất cả là nhờ vào cát khí của thiên tài. Với người làm công ăn lương, trong năm gặp kim sinh tài, lại có thiên tài các thần tương hỗ, làm ăn kinh doanh phát đạt, làm nhiều hưởng nhiều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Các nguồn thu nhập dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Bạn có thể được thăng chức, tăng lương và nhận nhiều mức đãi ngộ khác. Tuy nhiên, có thời điểm thiên khốc hung tinh tác động mạnh tới tinh thần, đương số suy nghĩ tiêu cực về việc kiếm tiền, làm giàu, có xu hướng lười nhác, rất dễ để tiền tuột khỏi tầm tay. Ngoài ra, cộng với ảnh hưởng của quan phù hung tinh, bản mệnh có thể vướng vòng lao lý hoặc kiện tụng pháp luật nếu nảy sinh ý đồ làm ăn bất chính. Hãy nhớ kỹ điều này, kẻo tới lúc đó tiền mất tật mang, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không thưa. Với người làm ăn, kinh doanh, thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là với những ai chăm chỉ làm ăn hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về,
Trong năm khi làm ăn, buôn bán, cần phải cẩn thận những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh để giữ được lợi thế của mình. Bạn có thể dành ra thêm thời gian để quan sát đối thủ, có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông qua việc quan sát ấy, bạn có thể vừa nắm bắt hướng đi của đối thủ, vừa có phương án phòng bị phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân mình. Trong năm này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm, gây thiệt hại tiền của. Về phương diện tình cảm, gia đạo, xem tử vi năm 2024 âm lịch cho thấy các cặp đôi lứa đang trong quá trình tìm hiểu đều dễ dàng xảy ra mâu thuẫn, đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ nhưng khơi mào những trận tranh luận nảy lửa vì không muốn ai là bên yếu thế. Tranh cãi gay gắt vốn chẳng thể quyết định được bất cứ vấn đề gì, cũng chẳng giải quyết được gì, lại khiến đôi bên đều khó chịu, ấm ức trong lòng. Tình cảm đắp xây vốn chẳng hề dễ dàng. Nếu cả bạn và người ấy chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương, thì tình yêu có lớn đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn tình hình. Trên phương diện xã hội, chính cô thần xuất hiện, dù trong năm bản mệnh có xu hướng giao thiệp rộng rãi bên ngoài, nhưng luôn có cảm giác bất an, thiếu sự tin tưởng vào những người xung quanh. Nhất là với đối tượng khác giới, bạn cần chủ động mở lòng tạo mối quan hệ tốt với những người xung quanh, có như vậy bạn mới dễ dàng phát triển sự nghiệp. Xét về phương diện sức khỏe, bước sang năm 2024 âm lịch, dưới sự che chở của tam hợp quý nhân, tổng thể sức khỏe tuổi Đinh Tỵ bình ổn, thể trạng tốt. Tuy nhiên trong năm Giáp Thìn, bản mệnh sinh cho lưu niên, nên khó tránh khỏi lúc đau ốm, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh rình rập, chú ý đi lại kẻo bị va chạm xe cộ, té ngã bất ngờ, nhẹ thì qua loa, nghiêm trọng có thể phải động chạm dao kéo. Năm có thiên khốc chiếu, đề phòng có tang chế, chuyện buồn thương trong gia đình. Năm 2024 có thanh vân chiếu mệnh, đường số liên tục được ăn của ngon vật lạ, được mời tiệc tùng vì ăn uống quá tải, thức khuya nhiều mà tạo áp lực cho cơ thể. Theo đó, cần ăn uống điều độ hơn, điều chỉnh một số thói quen hàng ngày như đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn ít, chia thành nhiều bữa, ăn nhạt hơn, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài. Quý vị thân mến, như trên đã tiết lộ, tiếp theo đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý cô bác về 3 tháng may mắn nhất trong năm 2024 âm lịch để quý bác có được sự chuẩn bị cho tương lai. Tháng phát tài đầu tiên đó là tháng 4 âm lịch. Trong năm Giáp Thìn, tử vi tài lộc của tuổi Đinh Tỵ cho thấy tháng 4 sẽ là tháng khởi đầu cho những may mắn về tài chính của con giáp này. Bản mệnh sẽ có thêm nhiều nguồn thu, không cần phải quá căng thẳng vì chuyện tiền bạc trong khoảng thời gian này. Thu nhập trong tháng chủ yếu là thu nhập phụ, nguồn thu từ công việc chính không đáng là bao. Tuy nhiên bản mệnh vẫn cần có những nguồn thu phụ như vậy để cân đối lại cuộc sống của mình. Các khoản đầu tư kinh doanh cũng sẽ mang về nguồn lợi không hề nhỏ cho những chú rắn. Sự mạo hiểm cuối cùng cũng khiến con giáp này vững lòng tin, không phải hối hận vì những quyết định sai lầm. Bên cạnh nguyệt lệnh lâm đế vượng, bản mệnh còn được tà phù và nguyệt mã cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ, nên kinh doanh buôn bán thuận lợi, ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị. Trong tháng các hạng mục đầu tư cũng có dấu hiệu sinh lời, tuy nhiên vẫn bị thái tuế đeo bám, lại có thiên cầu hung tinh ngấm ngầm phá hoại, chỉ nên đầu tư ở quy mô vừa phải, tránh làm lớn mà lợi bất cập hại. Nhìn thấy dấu hiệu sinh lời có thể xuất lợi nhuận ngay khi có thể, làm ăn theo kiểu ăn chắc mặc bền, sẽ hạn chế rủi ro không đáng có, hoặc tình trạng một mất, một còn. Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có cấp tinh tả phù hỗ trợ, bản mệnh như được trở thêm sức mạnh, làm gì cũng có người giúp sức, liên tiếp gặt hái những kết quả tốt lành. Trong tháng sẽ có một vài thay đổi về vị trí, tính chất công việc hay chiến lược phát triển mới, đa phần sự thay đổi này theo chiều hướng tích cực, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bạn. Đã vậy, Nguyệt Mã còn mang tới nhiều cơ hội hợp tác làm ăn lớn, tuổi Đinh Tỵ có thể ký kết nhiều hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác với mức lợi nhuận cao, khẳng định uy tín nghề nghiệp của mình. Vận khí trong tháng tăng mạnh, có điều bản mệnh đừng chủ quan khinh suất, thiên cầu hung tinh đại diện cho thế lực tiểu nhân ngấm ngầm phá đám. Vận may lớn, nên trong tháng 4 năm 2024, người tuổi Đinh Tỵ gần như đều đạt được những kế hoạch, mục tiêu của mình, dễ dàng thu tiền về tay, khiến cho những người khác đều phải kinh ngạc và trầm trồ ngưỡng mộ.
Có điều bản mệnh nên tìm cách để cân đối thu chi và có phương hướng để đầu tư tiết kiệm với số tiền mình mới kiếm được. Niềm vui chiến thắng có thể khiến bạn quên hết mọi sự và sa chân vào hố sâu, đánh mất vận may tài lộc của mình. Tháng phát tài thứ hai đó là tháng 8 âm lịch. Bước sang tháng 8 âm, tuổi Đinh Tị sẽ chốt hết những xui xẻo trước đó, như rắn chút bỏ lớp da cũ bó hẹp mình, con đường sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Bản mệnh đạt được nhiều thành công rực rỡ và vượt trội hơn hẳn so với những người khác. Với người làm công ăn lương, bạn khẳng định được vị thế của bản thân, không chịu thua kém bất cứ ai, nên dễ dàng gây ấn tượng tốt trong mắt lãnh đạo. Những thành tích cao trong công việc giúp bạn chạm tay vào nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng, thậm chí một vài người còn thành công trong việc đề nghị một mức lương cao hơn, một vị trí cao hơn trong tập thể. Hãy coi đây như lời khích lệ để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Người làm ăn kinh doanh có thể trở thành người dẫn đầu xu thế bởi bạn có cái nhìn mới mẻ về nhiều vấn đề, dám thử sức mình ở những lĩnh vực chưa ai dám thử sức. Tất nhiên, trong quá trình bắt tay và làm việc cũng không tránh khỏi những khúc mắc, song dần dần bạn sẽ tìm được cách làm việc đúng đắn, mọi việc hanh thông, số tiền chảy về túi dễ dàng hơn. Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Đinh Tị có quý nhân tam hợp nâng đỡ, một vài trở ngại khó khăn trong công việc dần được tháo gỡ, thậm chí có một vài việc trước đó bị tồn đọng đến nay được khơi thông, hứa hẹn cho kết quả bất ngờ. Vận quý nhân vượng tạo điều kiện cho tuổi Đinh Tị có thể triển khai cùng lúc nhiều kế hoạch. Nhân lúc còn trẻ hãy làm mọi thứ bạn mong muốn, cứ mãi lần nữa thì thành công bao giờ mới tới. Điểm báo tử vi cho thấy tháng này công việc kinh doanh tiến triển cực kỳ hanh thông, suôn sẻ, thuận lợi, lợi nhuận thu về vượt cấp mấy lần so với những lúc khác. Bản mệnh có thể tiến hành thêm nhiều kế hoạch khác của mình nhờ vào nguồn lực vững chắc về tài chính. Con giáp này có thể tính đến việc mở rộng quy mô kinh doanh. Đây là thời điểm tốt để bạn bước những bước đầu tiên thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt. Tháng phát tài cuối cùng là tháng 12 âm lịch. Với những chú rắn thì nỗ lực và cố gắng là điều mà bản mệnh chưa bao giờ từ bỏ. Ngay cả trong tháng cuối năm, khi mà nhiều người đã chậm lại bước chân để tìm cho mình chút bình yên bên gia đình, sắm cho mình những ngày Tết sắp tới thì tuổi Tị vẫn giữ nguyên nhịp bước. Thậm chí với một số bạn trong tháng phát tài 2024 có tuổi Đinh Tị, con giáp này còn có thể gặt hái được nhiều thành công và càng ngày càng đẩy nhanh tiến bước của mình trên con đường tài lộc. Vận trình tài chính khởi sắc không ngừng, con giáp này không gặp nhiều vấn đề khó khăn mà còn có cơ may được quý nhân giúp đỡ. Tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đã mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Đây là thời điểm thích hợp để người làm đầu tư, kinh doanh ký kết hợp đồng, nếu đã nung nấu kế hoạch từ lâu hoặc đã tìm hiểu rõ ràng về đối tác, khách hàng của mình thì nên biết nắm bắt cơ hội. Cuối năm mở ra nhiều thời cơ thích hợp để bạn cải thiện tình hình tài chính của mình. Người làm công ăn lương cũng sẽ nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng, tiền thưởng Tết xứng đáng với năng lực và đóng góp của mình. Có thể coi đây là lời cổ vũ động viên thiết thực nhất, giúp bạn tiếp tục có động lực cố gắng hơn trong khoảng thời gian tiếp theo. Đế vượng khuyên bản mệnh nên tiếp tục mở rộng các mối quan hệ của mình thông qua các hoạt động xã giao và từ thiện. Về tài lộc, người làm công ăn lương có công việc tiến triển thuận lợi, thậm chí có xu hướng phát triển đi lên. Quan hệ xã giao hài hòa là yếu tố quan trọng, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, cũng như giải quyết được những khó khăn. Đồng nghiệp và cấp trên thường là quý nhân, giúp bạn đạt được những điều mình hàng mong muốn dễ dàng hơn. Người làm lãnh đạo có thể phát huy được thế mạnh, lãnh đạo mọi người xung quanh đạt được thành công, mang lại lợi ích lớn trong tập thể. Có thể bạn sẽ được đứng ở một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Nguyệt lệnh lâm đế vượng lại càng thêm phần khẳng định những gì bản mệnh đạt được trong khoảng thời gian này là hoàn toàn xứng đáng. Bạn không chỉ nhận được sự yêu mến tôn trọng của mọi người mà còn tăng tiến về phương diện công danh, quyền thế. Lời khuyên trên từng phương diện. Về công việc, Đinh Tị sinh năm 1977 phải trải qua không ít những thăng trầm trong sự nghiệp mới mong đạt được sự ổn định trong năm Giáp Thìn này. Tốt nhất đương số nên mưu cầu an ổn, đừng quá bon chen hay đấu đá mà hao tổn tâm sức. Công việc cứ cũ mà phát triển, ít phải lo toan nghĩ ngợi. Trong năm còn có thể xuất hiện điều tiếng thị phi, tiểu nhân rình rập, bản mệnh nên hết sức chú ý kẻo kế hoạch đổ về, thậm chí có thể vướng vào kiện cáo, pháp luật. Về tiền bạc có khoản ra khoản vào. Ở thời điểm vận khí sa sút cũng sẽ mất tiền, nhưng với bản tính xông xáo, con giáp này chăm chỉ kiếm lại rất nhanh. Người làm nông có thể gặp bất lợi về chăn nuôi,
trồng trọt ảnh hưởng tới thu nhập. Về tình duyên, gia đạo, phương diện gia đạo, tình cảm của con giáp này trong năm Giáp Thìn, may mắn là vẫn duy trì tình trạng hài hòa, ấm êm, vợ chồng cùng san sẻ gánh nặng cuộc sống sẽ ngày càng gắn kết, ít chuyện phiền muộn. Về phương diện sức khỏe, đường số có thể gặp phải các vấn đề về lão hóa cơ thể, cũng không còn sung sức, đây đều là do tuổi tác tăng lên, nên là lẽ tự nhiên, không cần phải lo lắng thái quá, thường ngày bạn cũng nên chú ý chế độ ăn uống, rèn luyện thể dục, thể thao, tăng cường thể chất. Hóa giải sao thủy diệu theo phong thủy cho nam mạng Đinh Tỵ năm 2024. Đồ phong thủy, thủy diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ, ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này vào ngày 21, phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, đường số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sa phia thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu. Bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng. Hóa giải hạn thiên tinh cho nam mạng Đinh Tỵ năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái phạm vào pháp luật, mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đường số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức theo phong thủy cho nữ Đinh Tỵ năm 2024. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo. Hóa giải hạn tam kheo cho nữ Đinh Tỵ năm 2024. Về sức khỏe, đi lại cẩn thận, tránh xảy ra các tai nạn giao thông bất ngờ. Đồng thời cần duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao nhằm tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt không nên làm việc quá sức, tránh các căn bệnh về xương khớp tay chân. Ngoài ra, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích gây hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về tinh thần, đường số hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính hãm hại người khác, đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong 3 tháng phát tài năm 2024 âm lịch. Hy vọng rằng, với chia sẻ của ban biên tập chương trình, quý vị có thể nắm rõ được vận may của mình, từ đó mà đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc gì, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống phía bên dưới phần bình luận với mệnh chủ là nam hay nữ để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.